chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Bạn có biết chỉ với 4 từ đơn giản, bạn có thể nhận được sự che chở từ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thánh Padre Pio, một vị thánh nổi tiếng với đời sống thánh thiện và lòng tín thác sâu sắc, đã để lại cho chúng ta một lời cầu nguyện mạnh mẽ. Những lời này không chỉ là một lời cầu xin, mà còn là một cách để khẳng định đức tin và mời gọi sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng khám phá lời cầu nguyện đặc biệt này và cảm nhận sức mạnh bảo vệ thiêng liêng từ Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta sẽ tiết lộ một điều phi thường, bạn chỉ cần nói 4 từ. Theo lời Thánh Padre Pio, những từ này có sức mạnh tạo ra một lá chắn thực sự chống lại mọi sự dữ. Ban đầu, những từ này có vẻ đơn giản, nhưng tin tôi đi, ý nghĩa của chúng vượt xa những gì bạn tưởng tượng. Tại sao lời cầu nguyện này lại đặc biệt đến thế? Làm thế nào nó kết nối trực tiếp với quyền năng thần linh? Và quan trọng hơn, làm sao bạn có thể sử dụng những từ này trong cuộc sống hàng ngày để trải nghiệm sự bảo vệ, an ủi và bình an? Hãy cùng khám phá những lời dạy và cuộc đời của Thánh Padre Pio, tìm hiểu những phép lạ và các cuộc chiến tinh thần đã định hình nên câu chuyện của Ngài. Chúng ta sẽ biết tại sao Ngài đánh giá cao lời cầu nguyện đặc biệt này và làm thế nào nó có thể trở thành vũ khí tinh thần cho bạn. Tôi cũng sẽ chia sẻ những câu chuyện kỳ diệu từ những người đã thay đổi cuộc sống của họ chỉ bằng cách áp dụng thực hành đơn giản nhưng mạnh mẽ này. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta sẽ khám phá bí mật đằng sau từng từ để thấy chúng liên kết sâu sắc như thế nào với tình yêu Thiên Chúa và sự truyền cầu của Đức Maria. Bạn sẽ hiểu tại sao Thánh Padre Pio tin rằng những từ này không chỉ bảo vệ mà còn củng cố linh hồn trong những lúc khó khăn và cám dỗ. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để cảm thấy gắn kết hơn với Thiên Chúa, tìm thấy bình an trong những lúc khó khăn, hoặc thậm chí củng cố đức tin của mình, thì video này dành cho bạn. Hãy ở lại đến cuối vì những gì bạn học được hôm nay có thể thay đổi cuộc đời bạn theo những cách bạn không thể ngờ tới. Sẵn sàng khám phá những từ ngữ có thể biến đổi đời sống tâm linh của bạn và tạo nên một lá chắn bảo vệ thần linh thực sự. Hãy bắt đầu. Lời nguyện của Thánh Padre Pio. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, con Thiên Chúa hằng sống, Chúa của linh hồn chúng con. Với lòng khiêm nhường và tôn kính, con đặt mình trước nhan Chúa. Chúa đã gánh lấy thập giá, đối mặt với đau đớn và khinh miệt vì yêu thương nhân loại. Xin dạy con biết bước theo dấu chân Ngài với lòng can đảm và trung thành. Lạy mẹ Maria rất thánh, mẹ đầy ơn phúc và tình yêu, đấng chuyển cầu cho những ai đau khổ. Xin dang rộng áo choàng bảo vệ của mẹ trên con. Hướng dẫn bước chân con và củng cố trái tim con, để trong mỗi thử thách, con không bao giờ mất đức tin. Lạy Chúa Giêsu, mẹ Maria, con yêu mến Ngài. Với những lời này, con xin dâng hiến chính mình, những nỗi đau, sự lo lắng và sợ hãi của con, để chúng trở thành ngọn lửa soi sáng những khoảnh khắc đen tối. Xin tình yêu con tuyên xưng dành cho Ngài là sức mạnh của con chống lại mọi sự dữ. Thánh Padre Pio đã khẳng định rằng 4 từ Giêsu, Maria, con yêu Ngài là một lá chắn thiêng liêng mạnh mẽ. Hãy để lời cầu nguyện này trở thành chìa khóa cho cuộc sống bình an và tràn đầy phúc lành của bạn.
sức mạnh của lời cầu nguyện đơn giản: Giêsu, Maria, con yêu mến Ngài. Một, sức mạnh của lời cầu nguyện này. Chỉ cần xướng tên Thiên Chúa như lời Thánh Phaolô trong thư Philippe cũng đủ để xua tan bóng tối của ma quỷ. Tương tự, khi kêu cầu Đức Maria, bạn đang xin sự trợ giúp từ đấng mà, theo truyền thống Công giáo, đã đạp nát đầu con rắn. Đây là cách nhắc nhở bản thân rằng dù hoàn cảnh có đáng sợ đến đâu, bạn không hề đơn độc trong thế giới thiêng liêng. Đức tin chính là chìa khóa để mở ra sức mạnh của lời cầu nguyện này. Nó không phải là một công thức thần kỳ mà là một hành động thể hiện lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Sự tin tưởng này giúp bạn đánh bại nỗi sợ hãi, vốn là vũ khí yêu thích của sự giữ. Khi cầu nguyện, đặc biệt trong lúc khó khăn, bạn đang khẳng định: tôi biết tôi tin vào ai, và Ngài lớn hơn bất cứ điều gì có thể đe dọa tôi. 2. Câu chuyện đời thực về sức mạnh của lời cầu nguyện. Một câu chuyện thực tế minh chứng cho sức mạnh của lời cầu nguyện này đến từ một người phụ nữ tên Anna, một tín hữu sùng kính Thánh Padrepio. Một ngày nọ, khi lái xe một mình trên con đường vắng, xe của cô gặp sự cố. Đêm đã xuống và cô cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Trong lúc chờ đợi sự giúp đỡ, Anna bắt đầu cầu nguyện: Giêsu, Maria, con yêu mến Ngài. Ngay lập tức, cô cảm nhận được một sự bình an khó tả. Chỉ vài phút sau, một chiếc xe dừng lại giúp đỡ cô. Người lái xe là một thợ cơ khí tình cờ đi ngang qua. Anna coi đây là một sự cứu rỗi từ Thiên Chúa. Trải nghiệm này đối với cô là một dấu hiệu rõ ràng rằng Chúa luôn hiện diện, ngay cả trong những hoàn cảnh đơn giản nhất. 3. Làm thế nào để áp dụng lời cầu nguyện này vào cuộc sống hàng ngày? Tích hợp vào thói quen hàng ngày. Một trong những cách hiệu quả nhất để áp dụng lời cầu nguyện này là biến nó thành một phần trong thói quen hàng ngày. Bạn có thể bắt đầu ngày mới bằng cách nói lời cầu nguyện ngay khi thức dậy. Bằng cách đó, bạn đặt ngày sống của mình trong tay Thiên Chúa và Đức Mẹ, xin sự bảo vệ và hướng dẫn. Tương tự, hãy cầu nguyện trước khi đi ngủ. Thánh Padrepio khuyên rằng lời cuối cùng trong ngày nên được dành cho Thiên Chúa như một hành động tin tưởng tuyệt đối. Thói quen này giúp tâm hồn và tinh thần bạn an bình, sẵn sàng cho một giấc ngủ trọn vẹn. Cầu nguyện trong lúc đau khổ hoặc cám dỗ. Lời cầu nguyện này đặc biệt mạnh mẽ trong những lúc khó khăn. Khi bạn đối diện với nỗi sợ, lo lắng hoặc thậm chí là sự cám dỗ, hãy nhắm mắt lại vài giây và thốt lên: Giêsu, Maria, con yêu mến Ngài. Thánh Padrepio dạy rằng lời cầu nguyện này lập tức mời gọi sự hiện diện của Thiên Chúa, mang lại bình an và xua tan mọi lực lượng tiêu cực. Hãy áp dụng thói quen này trước những quyết định quan trọng hoặc khi đối diện những thử thách bất ngờ, chẳng hạn như một cuộc phỏng vấn xin việc, một cuộc tranh cãi hay một tình huống khẩn cấp. Biểu lộ lòng biết ơn. Ngoài việc xin sự bảo vệ, lời cầu nguyện này cũng là một cách để bày tỏ lòng biết ơn. Khi bạn nhận ra những phước lành từ Thiên Chúa trong cuộc sống như tin vui, sự cứu rỗi hoặc một khoảnh khắc bình an, hãy nói lời cầu nguyện này với trái tim rộng mở. Thái độ này củng cố mối liên hệ của bạn với Chúa và nuôi dưỡng tinh thần biết ơn. Chia sẻ với người khác. Lời cầu nguyện không chỉ giới hạn trong đời sống cá nhân của bạn. Chia sẻ nó với gia đình và bạn bè có thể là cách để lan tỏa ánh sáng và hy vọng. Hãy tưởng tượng bạn dạy lời cầu nguyện này cho một đứa trẻ hoặc một người đang gặp khó khăn. Bằng cách làm điều đó, bạn không chỉ củng cố đức tin của mình mà còn giúp người khác kết nối với Chúa. Kết hợp với các thực hành đức tin khác. Kết hợp lời cầu nguyện này với các thực hành tâm linh khác. Ví dụ, khi lần chuỗi mân côi, hãy nói: Giêsu Maria, con yêu mến Ngài giữa mỗi mầu nhiệm. Hoặc sử dụng lời cầu nguyện này như một phần mở đầu hoặc kết thúc cho việc đọc kinh thánh hay các bài suy niệm. 4. Kết luận, sự đơn giản mang lại sức mạnh.
Như Thánh Padre Pio đã dạy, sự khiêm nhường và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa là chìa khóa cho đời sống thiêng liêng. Những lời đơn giản như Giêsu, Maria, con yêu mến Ngài không chỉ là một lời cầu nguyện mà còn là cây cầu kết nối chúng ta với tình yêu vô điều kiện của Chúa Kitô và sự bảo trợ hiền mẫu của Đức Maria. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, bất kể bạn đang ở đâu hay đối diện với điều gì. Biến lời cầu nguyện này thành thói quen trong cuộc sống. Bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong đời sống tâm linh và cảm xúc của mình. Nếu bạn thấy câu chuyện và lời cầu nguyện này ý nghĩa, hãy chia sẻ nó với người khác. Đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thêm nội dung như thế này. Hãy để lại bình luận, bạn đã biết đến lời cầu nguyện này chưa? Bạn có cảm nhận được sức mạnh của nó không? Hãy nhớ rằng, đôi khi, những điều vĩ đại nhất lại đến từ những điều giản dị nhất. Đức tin, khi được sống với tình yêu và sự phó thác, có sức mạnh biến đổi chúng ta và bảo vệ chúng ta khỏi mọi điều ác. Hẹn gặp bạn trong video tiếp theo. Thiên Chúa luôn đồng hành và bảo vệ chúng ta, nhưng Ngài cũng cần chúng ta mở lòng và kêu cầu. Lời cầu nguyện mà Thánh Padre Pio truyền lại chính là cây cầu kết nối chúng ta với tình yêu và sự che chở của Ngài. Hãy nói bốn từ này với cả tấm lòng tin yêu, đặc biệt trong những lúc khó khăn nhất. Đừng quên chia sẻ thông điệp này đến những người bạn yêu thương, vì một lời cầu nguyện đơn giản cũng có thể mang đến hy vọng và sự bình an cho cả thế giới. Chúa đang chờ đợi bạn. Tiếp theo là lời Chúa dành cho bạn hôm nay. Con của Cha, Cha yêu con. Tình yêu này không thoáng qua mà là vĩnh cửu, hôm nay và mãi mãi. Cha yêu con ngay cả trong những khoảnh khắc nghi ngờ hay đau khổ. Tình yêu của Cha vẫn kiên định. Đừng trao trái tim con cho những người không coi trọng hay đối xử tệ bạc với tình cảm của con. Hãy để Cha làm chủ trái tim con và con sẽ tìm thấy bình yên. Cha biết những đêm của con thấm đầy nước mắt. Hãy đến với Cha để tìm bình yên, tình yêu và sự nghỉ ngơi. Ngay cả khi con vấp ngã, Cha sẽ không quay lưng với con. Cha trân trọng con và chấp nhận con mãi mãi. Con thuộc về Cha. Đừng trì hoãn việc trở về trong vòng tay Cha. Hãy giữ vững những gì Cha đã ban cho con. Cha có nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng con chưa sẵn sàng để gánh hết tất cả. Cha thật lòng mong muốn con đến gần Cha. Cha ở đây chờ đón con trong vòng tay yêu thương của Cha. Tình yêu của Cha dành cho con sẽ không bao giờ lay chuyển. Cuộc sống của con đang thay đổi vì Cha đang can thiệp vào nó một cách kỳ diệu. Sớm thôi, con sẽ nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình con đường dẫn đến tự do khỏi sự đau khổ của con. Cha không phải là ảo ảnh, con biết rõ Cha. Hãy gạt bỏ những nghi ngờ. Trong mỗi giờ tối tăm, Cha đã ở bên con, dẫn dắt con trở lại ánh sáng của sự sống. Dù những năm tháng đầu đời của con đầy xáo trộn, từ khi Cha bước vào cuộc sống của con, mọi thứ đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Hãy để ngọn lửa trong trái tim con xác nhận điều này. Giấc mơ Cha gieo trong con đang nở rộ, con là cả rễ và cành của nó. Nó sẽ che chở và nuôi dưỡng không chỉ con mà cả những người con yêu thương. Hãy nắm chặt sự sống mà Cha ban cho con. Chuẩn bị bản thân cho những điều lớn lao hơn, vì Cha có những kế hoạch sẽ biến đổi con hoàn toàn. Ngay cả khi con vấp ngã, Cha chưa bao giờ bỏ rơi con. Những ngày mới đang đến và con sẽ sớm hát vang trong niềm vui trở lại. Con sẽ tìm thấy điều kỳ diệu mà con tìm kiếm. Hãy tuyên bố niềm tin của con vào Cha một lần nữa và Cha sẽ hân hoan đón nhận. Con của Cha, đừng sợ những thử thách con đang đối mặt. Cha đang chuẩn bị con qua những thử thách này để nhận những phước lành lớn lao hơn. Cha biết nỗi đau và sự chịu đựng của con. Qua những đêm tối nhất, linh hồn của Cha mang lại bình yên cho linh hồn con và sự an ủi cho trái tim khao khát của con. Khi con cảm thấy Cha xa cách hoặc không hài lòng, hãy tạm dừng và suy ngẫm về hành trình của chúng ta cùng nhau. Nó không phải là vì lợi ích của con sao?
tất cả những gì cha đã làm từ khoảnh khắc đầu tiên cha nhìn thấy và yêu thương con đều không phải vô ích. Tất cả những gì cha đã ban cho con đều quý giá. Hãy kiên nhẫn với bản thân và nhận lấy sự bình yên của cha. Đây là nơi cha hiện diện, nơi mọi thứ con có đang phát triển và nhân lên. Sớm thôi, nỗi buồn của con sẽ chấm dứt và những nhu cầu của con sẽ được đáp ứng. Hãy chờ đợi và nhìn xem. Đừng sợ hãi hay lo lắng. Cha ở cùng con. Cha là Chúa của con. Cha sẽ ban sức mạnh và nâng đỡ con. Cha sẽ bảo vệ con khỏi điều ác. Tương lai của con sẽ không lặp lại những đau đớn của quá khứ. Đã đến lúc những vết thương của con được chữa lành. Con sẽ tiến về phía trước, mang theo chỉ những bài học từ quá khứ. Hãy nghỉ ngơi trong vòng tay cha khi con yếu đuối và khóc mà không ngần ngại. Hãy đến với cha với trái tim rộng mở. Cha hiểu những khó khăn của con mà không trách móc. Con chân thành và tốt bụng dù đã bị tổn thương bởi những người bỏ rơi con. Con đã trao yêu thương ngay cả khi con không còn gì để cho. Hãy lắng nghe cha bây giờ và tin vào lời của cha. Những đau khổ trong quá khứ sẽ không trở lại. Hãy đặt trọn niềm tin vào cha và cha sẽ dẫn dắt con trên con đường tốt đẹp hơn. Cha ở đây, con có thể nói bất cứ điều gì với cha. Hãy nói chuyện với cha khi con buồn bực và khóc trong vòng tay cha. Hãy cẩn thận khi chia sẻ những bí mật với những người không đáng tin cậy, những người tuyên bố yêu con nhưng có thể phản bội con. Con của cha, hãy đón nhận lời cha để con có thể biết cha nhiều hơn. Một giai đoạn mới của cuộc đời con đang mở ra, sáng rực như ánh nắng và không còn những đau khổ trong quá khứ. Khi con khóc, đó sẽ là vì nhìn thấy những lời hứa của cha được thực hiện. Khi con lắng nghe trong sự tĩnh lặng, hãy nhận biết rằng cha đang ở đây. Cha thì thầm qua thánh linh của cha, thổi sự sống, tình yêu và hy vọng vào con cả ngày lẫn đêm. Cha nuôi dưỡng con bằng sự thật. Cha khích lệ con, nói rằng cha đang làm việc trong cuộc sống của con. Hãy chạy cùng cha trong cuộc đua này và cha sẽ ban cho con chiến thắng. Con là một nhà vô địch, một chiến binh, một kẻ chinh phục, một người vượt qua. Cha ban sức mạnh và năng lượng cho con để chạy và cha ở bên con trong từng bước đi. Cha nghe thấy tiếng khóc của con và đáp lại. Cha nhìn thấy con trong những giờ sớm mai khi con tìm kiếm cha, mắt mở nói rằng cha ơi, con tin tưởng. Con biết rằng ngài ở đó, con cúi đầu nhưng vẫn dũng cảm đưa ra yêu cầu, chắc chắn về tình yêu và sự đáp lại của cha. Trái tim cha mở rộng vì con, ngay cả khi con yếu đuối, con vẫn dịu dàng và sáng rực như ngọn lửa. Hãy yên tĩnh trong tâm hồn con vì cha sẽ sớm xuất hiện. Đừng chờ đợi thiên đàng để biết vinh quang của cha. Con là con của cha bây giờ và sẽ làm những công việc kỳ diệu qua sự cống hiến của con cho cha. Hãy tiếp tục tiến lên, người yêu dấu của cha, vì cha hào phóng và cha cung cấp mọi thứ. Hãy đến và nhận chúng. Những lời cầu nguyện và lòng dũng cảm của con mang lại tất cả các phước lành. Hãy trân trọng cuộc sống con đã được ban. Cha ban cho con một trái tim mạnh mẽ. Đừng lùi bước. Hãy cầu nguyện nhiệt thành, làm việc trung thực và luôn trung thành. Hãy trao trái tim và tình yêu của con cho cha và cha sẽ đảm bảo rằng con có tất cả những gì con mong muốn. Hãy lắng nghe cha hàng ngày, mở rộng tinh thần của con để đón nhận niềm tin và hy vọng để kẻ thù không thể làm con nản lòng bằng sự tuyệt vọng. Không ai có thể vượt qua cha. Những cuộc tấn công của kẻ thù không thể thực sự làm hại con. Cha muốn con thật sự biết con là ai, vượt xa những giả dối mà người khác đặt lên con. Con tìm thấy sự can đảm trong những thử thách của cuộc sống. Con là một tảng đá, tuân theo các mệnh lệnh của cha. Hãy bảo vệ những điều này hơn là những lời nói hoặc cảm xúc đơn thuần. Luôn nghĩ về cha, cha của con. Hãy mở mắt và nhìn thấy cha. Mở trai và nghe tiếng của cha, mở vòng tay và cha sẽ đến gần. Hãy tin tưởng cha như một đứa trẻ ngủ yên, biết rằng người bảo vệ sẽ cung cấp.
hãy mang đến cho cha niềm tin của con, điều quý giá nhất. Hãy lắng nghe, đón nhận những lời này từ trái tim cha đến trái tim con. Nhắm mắt lại và tin tưởng. Hãy đón nhận tình yêu dịu dàng này đang bao bọc trái tim con. Khi thế giới đầy lo âu và thất vọng, còn có một Chúa yêu thương con và chờ đón con với vòng tay mở rộng để đón con về nhà. Cha đã chọn con vì trái tim đơn thuần của con. Dù con đã nghe nhiều điều nhưng con không xa rời cha. Con biết rằng không nơi nào khác con sẽ tìm thấy tình yêu vô điều kiện, hy vọng và chào đón như thế. Hãy giữ vững đức tin của con, cầu nguyện với cha hàng ngày và dành thời gian trong cuộc sống bận rộn của con để ngồi với cha trong yên tĩnh. Những gì con gieo cùng cha sẽ gặt hái gấp ngàn lần. Cha sắp làm những điều vĩ đại trong cuộc đời con, vượt xa những gì con đã mơ tưởng. Cha đang dẫn dắt con đến những nơi mà trái tim con chỉ có thể tưởng tượng, mở ra những cánh cửa mà con nghĩ đã mãi mãi đóng lại. Những lời và lời hứa của cha là chân thật. Ngày qua ngày, cha nghe những lời cầu nguyện của con và đức tin trong lời nói của con. Cha yêu con sâu sắc và sẽ ban phước cho con cho đến khi không còn nước mắt của thất vọng. Hãy đứng bên cạnh cha và nhìn về chân trời. Hãy nói với cha những giấc mơ của con, liệu con đã mất hết chúng chưa? Cha nhớ con khi còn là một đứa trẻ, nghĩ về những nơi con mơ ước được thấy. Ánh sáng đã tỏa sáng trong con nhưng theo thời gian nụ cười của con dần phai nhạt. Cha biết con đã được giao cho quá nhiều để mang và những người lẽ ra phải giúp đỡ con đã rời xa. Cha đã thấy con quay vào trong khi không có ai đấu tranh cho con, nhưng cha luôn ở đó, dõi theo và thắp sáng bóng tối của con, mang lại những tia sáng của một tương lai tốt đẹp hơn. Con biết rằng sự từ chối và khó khăn không định nghĩa con. Có điều gì đó thúc đẩy con tiến về phía trước, vượt qua các chướng ngại vật để tiến lên và mạo hiểm. Cuộc sống này và ngày mai là định mệnh của con để trưởng thành, đạt được, rời đi, trở lại và giúp đỡ nhiều người, bao gồm cả chính con. Cha đã biết điều này trước khi cha hình thành con. Đó là một quá trình tinh luyện chậm rãi, mở ra con như một bông hoa. Con đã chịu đựng những mùa khắc nghiệt nhưng tất cả đều là sự chuẩn bị. Con là đứa con yêu dấu của cha, được sinh ra để mang tin vui của cha đến cho người khác và an ủi những ai đau buồn. Khi con gọi, cha sẽ trả lời. Đừng sợ vì cha ở cùng con. Cha ràng buộc mình với lời nói của mình. Con đã hành xử trưởng thành, giữ bản thân luôn đáng kính và trưởng thành. Bây giờ con đã sẵn sàng bước vào một cõi tâm linh mới, nơi con sẽ dành cả ngày cho đến cuối những năm tháng của mình. Hãy tập trung vào con đường của con, không phải của người khác. Con có những giấc mơ, hãy tập trung vào chúng thay vì nhìn vào những giấc mơ của người khác thành hiện thực. Hãy để họ mơ nhưng con cũng phải mơ. Những nỗ lực của con sẽ không vô ích hay bị lãng quên. Con đã đi xa đến mức này không phải để quay lại. Cha đã mang con đến đây để thừa hưởng những phước lành hứa hẹn. Hy vọng của con sẽ được ban tặng và nhân lên. Con và gia đình của con sẽ được ban phước ngay cả khi người khác đối mặt với sự thiếu thốn và sợ hãi. Khi người khác than thở về sự nghèo khó của họ, con sẽ cảm ơn cha vì tất cả những gì cha đã ban cho con. Nhiều người tuyệt vọng khi thế giới của họ sụp đổ nhưng tâm trí con vẫn là mảnh đất màu mỡ khi con lắng nghe lời của cha. Cha đang gieo những hạt giống sẽ lớn lên thành những nhánh mới, đâm chồi và nở hoa với vô số hoa. Cửa thiên đàng đang rộng mở cho con sẽ cảm nhận tình yêu của cha trọn vẹn đến mức con sẽ không bao giờ còn như trước. Thất bại sẽ không còn là một phần của cuộc sống con hay những người gần gũi với con. Linh hồn của cha sẽ ở rất gần đến nỗi con sẽ chỉ tìm thấy bình yên và sức mạnh khi dựa vào cha và nghe lời của cha. Con sẽ vui mừng mỗi ngày bất kể hoàn cảnh. Con đứng kiên định, được thần linh truyền cảm hứng để tiếp tục hành trình của mình. Cánh tay con sẽ mạnh mẽ, đôi chân con nhanh nhẹn và những suy nghĩ mới sẽ lấp đầy tâm trí con khi con mở ra những cánh cửa mới trong cuộc sống. Hãy gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi.
còn sẽ nói với giọng quyền uy và không ai có địa vị hay quyền lực nào có thể làm con bất an vì con được yêu thương bởi cha. Con sẽ mở rộng trái tim và phước lành sẽ chảy qua con như nước qua dây và những phép màu sẽ tràn ngập trong cuộc sống của con. Tất cả những điều khó khăn đã xảy ra với con sẽ không định nghĩa con. Tất cả những gì con đã mất sẽ được phục hồi, nhân lên và ban phước. Con được tạo ra để thành công, con là người chiến thắng. Tình yêu của cha đã làm con trở thành một kẻ chinh phục. Khi mọi thứ đều mất và thậm chí hy vọng dường như đã biến mất, linh hồn của cha vẫn tiết lộ cho con lời hứa hùng vĩ của cha. Cha không chọn con để thất bại, con sinh ra để chiến thắng. Cha khao khát con khát khao cha nhiều hơn, biết cha đầy đủ hơn. Ít ai sẽ trao cho con tình yêu thuần khiết và rộng lớn như của cha. Nhiều người sẽ không hiểu nó và sẽ ghét bỏ nó, sẽ từ chối nó. Họ không tin rằng họ cũng được yêu thương và sự hoài nghi dẫn đến cô đơn và mất niềm tin ở người khác. Hãy đến với cha với trái tim mệt mỏi và đầy ước mơ của con. Đó là quyền và bản chất của cha để ban phước cho con. Niềm tin của con vào cha là thuần khiết, ý định của con đối với cha luôn tốt đẹp. Cha mong muốn hoàn thành những ý định cao quý mà con có đối với gia đình của mình. Cha sẽ giữ con khỏi sự nô lệ của các khoản nợ đè nặng. Hãy tin tưởng cha khi cha nói và trong các kế hoạch mà cha có cho con. Lời của cha là chắc chắn và an toàn và kế hoạch của cha là hòa bình và thịnh vượng. Những phước lành cha ban tặng là miễn phí, không phải để tích trữ mà dùng để làm phong phú cuộc sống của người khác. Những gì cha ban tặng nên được gieo như hạt giống, gieo ở nơi hạt giống nhân lên. Đừng giữ những hạt giống này cho riêng mình để chúng mục nát. Như một dòng sông của sự sống, hãy để chúng chảy và loại bỏ những viên đá gồ ghề ngăn cản con phát triển. Cha là Chúa của sự phong phú, của những ai ban phước, chia sẻ, cho đi. Cha nuôi dưỡng con và nhân lên những phước lành cha ban cho con để con không thiếu thốn gì. Cha thấy cuộc sống này khó khăn như thế nào? Cha biết gánh nặng của thế giới này nặng nề ra sao? Cha lấp đầy trái tim con bằng những lời đức tin, hy vọng và tình yêu không chỉ là những lời nói đẹp đẽ mà là những lời của sự sống đời đời. Nếu con giữ chúng trong trái tim và tâm trí, nhiều chiến thắng đang chờ đợi con. Con không có gì phải sợ, không thiếu thốn gì trong cuộc sống của con cũng như trong cuộc sống của con cháu con. Họ không thể chinh phục con. Cha đang làm cho con nhận thức rõ hơn về hoạt động siêu nhiên của cha qua linh hồn của cha. Bàn tay của cha không chỉ để trấn an mà còn để ban sức mạnh và tự chủ để đứng lên và hành động, chiến đấu và vượt qua những gì đối nghịch con. Chúng sẽ rút lui khỏi con trong sợ hãi tột cùng và sẽ không có gì khiến con co rúm trong sợ hãi. Tính cách của con mạnh mẽ nhưng chính sự hiện diện của cha làm con mạnh mẽ hơn. Cha đã ban cho con niềm vui thay cho tàn, đã ban cho con tiếng hát thay cho những gánh nặng nề và đã cho con biết lý do tại sao con ở đây. Con là quý giá nhất trong mắt cha vì con đã được chọn từ ban đầu và vì một mục đích. Do đó, con phải được củng cố bởi sự huy hoàng của cha. Cha sẽ nâng cao tinh thần của con và những làn gió của quyền năng cha sẽ thúc đẩy và nâng con lên. Hãy mạo hiểm đi bất cứ nơi nào con muốn và không quyền lực nào của kẻ thù có thể cản trở con. Cha sẽ mở mọi cánh cửa trước con. Cha đã truyền cảm hứng cho con bằng sự hiện diện của cha. Hãy hỏi và cha sẽ ban cho con. Hãy tích tụ tất cả và những điều tốt đẹp sẽ tràn ra từ cuộc sống của con ở mọi nơi con đi, trong mọi việc con làm, mọi lúc. Hãy cho đi như con đã nhận. Hãy hỏi mạnh dạn như con cần và tất cả sẽ là của con. Tuy nhiên, chu kỳ ân sủng này phải được thực hiện. Cha đã quy định rằng chạy không kết thúc bằng việc nhận được, càng cho đi nhiều, con sẽ càng nhận lại nhiều. Điều này hoạt động tốt nhất khi con cho đi một cách tự do như con đã nhận được. Hãy cho đi tất cả. Càng chia sẻ những điều tốt đẹp trong thiện chí, con sẽ càng nhận lại nhiều hơn. Phát ra từ bất cứ nơi nào nó đáp xuống.
ví tiền cha đặt trong tay con luôn mở rộng, hãy tiêu nó và tiêu lệ lần nữa, ở mọi góc đường, bất cứ nơi nào con tìm thấy người nghèo, người lạc lối, người khốn khổ, người đói, người khác, người vô gia cư. Đừng hỏi để đáp ứng nhu cầu của họ, mà hãy hỏi vì lợi ích của họ, lợi ích của cả thế giới, và con sẽ được cho biết rằng tất cả các mối quan hệ của nhân loại và tất cả các nhu cầu cơ bản đều là của con để trao cho bất kỳ ai con thấy vì bất kỳ lý do gì, hôm nay, ngày mai, luôn luôn. Mục đích của cha là ban phước cho con, nhưng nghe này, đừng tập trung vào bạc và vàng. Thay vào đó, hãy nghĩ đến những gì tồn tại mãi mãi, về thời gian vô tận. Nếu con thực sự tìm kiếm cha, con sẽ tìm thấy cha. Cha sẽ tự hiện diện cho con. Hãy chờ đợi vào lời cha, đắm mình vào chiều sâu của nó. Nhìn xem, với mỗi phép lạ được ghi lại, đều có một người tin tưởng nhạy cảm, mà tầm vóc không quan trọng. Những người đã cảm ơn cha vì những món quà họ không thể thấy trước mắt, lòng biết ơn của họ đối với những món quà đó đã sinh ra và nở hoa cho đức tin của họ. Họ đã đi trên biển hoặc vượt qua nó, vượt qua các cánh đồng quân đội, chịu đựng những thử thách không ai có thể chịu đựng được nếu không có cùng loại tinh thần đó tồn tại trong con cho đến ngày nay. Với cha, con sẽ tìm thấy tình yêu, sự tha thứ, sự chữa lành, sự cứu rỗi, sự khôn ngoan, kiên nhẫn, bình an và trên hết là sự hiểu biết. Cha có tương lai của con trong tay, câu trả lời của con, lối thoát của con, giải pháp của con. Hãy đến gần cha, hãy lại gần cha. Cha muốn biết con nhiều hơn, cha muốn con trải nghiệm sự thật của cha, trải nghiệm sức mạnh của cha. Cha muốn con trở thành kênh dẫn và mang vương quốc của cha đến trái tim con, nhà của con. Cha yêu con và con đón nhận cha, con lắng nghe cha và con chờ đợi cha khi cha nói trong im lặng. Sau đó, con cầu nguyện và con nói, con trút bầu tâm sự. Vì vậy, hãy cầu nguyện theo cách này và lời cầu nguyện của con sẽ được nghe thấy và cha sẽ vui mừng. Hãy yêu cầu những gì con muốn, nó sẽ được ban cho con. Hãy chắc chắn về điều này. Nếu tất cả những gì con yêu cầu ở cha đều thuần khiết, không bị ô nhiễm và tập trung vào những điều tốt đẹp về mặt tâm linh, thì khi con trưởng thành, mọi việc của con cũng sẽ tốt đẹp. Cha ban phước cho con và gia đình của con như cha đã làm từ trước đến nay, ban cho con nhiều bằng chứng về tình yêu của cha. Cha cũng ban cho con sự kiên nhẫn để chờ đợi những phép lạ hiện đang được thực hiện. Hãy chuẩn bị cho những điều có vẻ không lường trước. Mặc lấy những bộ quần áo sạch sẽ của hy vọng và cha sẽ gửi một thiên sứ với thông điệp về sự bình an hoàn hảo và niềm vui lớn. Rồi con sẽ biết rằng cha không bao giờ nói dối và cha không do dự ban phước cho con mỗi khi cha cảm thấy lòng mình được xúc động. Thế giới có thể quay lệch và con có thể đã bị cuốn vào nó, nhưng bây giờ cha ngồi bên cạnh con luôn luôn. Bởi vì con đã chấp nhận lời của cha, con đã theo sự dẫn dắt của cha, con đã lắng nghe những bài học của cha và con trân trọng chúng mỗi ngày. Khi mặt trời bị che khuất bởi những đám mây, ánh sáng của vinh quang của cha vẫn chiếu sáng trong con. Những ai tập trung vào của cải thế gian và những cái xấu có thể nhìn thấy sẽ làm tối đền thờ bên trong của họ bằng sự mê tín và lo lắng, làm mờ mắt tâm linh của họ và lạc lối. Họ có thể bắt đầu cuộc hành trình vào buổi sáng với mục đích tốt nhưng sẽ sa ngã vì bắt đầu tin tưởng vào những lời hứa dễ hư hỏng, vào tình bạn tạm thời và ý kiến của người khác thay vì tập trung vào những ảnh hưởng tiêu cực. Hãy nuôi dưỡng tử cung của tâm hồn và tâm trí của con bằng lời thánh của cha, lời chữa lành, xây dựng, củng cố và duy trì. Tất cả những lời hứa của cha đều neo đậu trong tình yêu vĩnh cửu này. Tâm trí của cha đã quyết định, tập trung vào điều này, cha muốn con được khỏe mạnh và hạnh phúc. Đó là ý muốn của cha rằng gia đình của con được tự do khỏi mọi loại nô lệ, rằng họ được đầy sức sống và có công việc ý nghĩa để làm.
để họ sẽ phát triển mạnh và con sẽ thành công với ước mơ và mong muốn của mình. Rồi vào ngày đó, con sẽ nhận được chiếc cúp của đức tin trong tay. Con có thể nghĩ rằng mình khiêm tốn và ít tham vọng, nhưng hãy biết rằng cha đang cố gắng chỉ cho con thấy điều gì đó to lớn, và cha đang trao cho con và gia đình con một sứ mệnh rất lớn. Con sẽ đứng với đầu ngẩng cao và con sẽ kể cho người khác nghe về tin mừng của Chúa của con, tình yêu vĩ đại của cha và sự tha thứ được ban cho mọi người đến với cha với trái tim ăn năn, sẵn sàng được biến đổi. Cha có thể thấy ngọn lửa cha đã đốt cháy trong linh hồn con khi con quyết định tìm kiếm cha. Con đã chọn mang lời của cha và ôm ấp một mục đích mới. Cha ở đây, hãy tiếp tục lắng nghe giọng nói của cha. Cha sẽ dẫn dắt con đến đồng cỏ khác, tiến tới nhiều cánh đồng phước lành hơn. Cha là cha của con, nhìn con vào ban đêm, dõi theo con vào ban ngày. Cha là người hướng dẫn của con sẽ không vấp ngã, không có gì sẽ làm hại con. Chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường chính trực. Con sẽ nhìn thẳng phía trước, không còn ngoái nhìn lại sau. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.